cổ phần công nghệ sinh học dược NanoGen vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine NanoCovax. Trong văn bản gửi Thủ tướng, đại diện công ty cổ phần công nghệ sinh học dược NanoGen khẳng định vaccine NanoCovax phòng COVID-19 đã chứng minh được những thành công bước đầu dựa trên các kết quả báo cáo giữa kỳ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh chấp thuận và đánh giá tốt. Đồng thời, Bộ Y tế và Hội đồng đã thông qua đề cương nghiên cứu triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho NanoCovax hàm lượng 25 microgram trên 1 mg trên quy mô 13.000 người. Dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vaccine NanoCovax đạt 99,4%, so sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Dù vậy, giá bán dự kiến hiện đang thấp nhất thế giới, chỉ với 120.000 đồng một liều. Công suất sản xuất hiện nay của nhà máy NanoGen đạt từ 8 triệu đến 12 triệu liều một tháng. Công ty đang hoàn thiện mở rộng hệ thống kho lạnh với sức chứa 10 triệu liều, cũng như đội ngũ xe lạnh 2 đến 8 độ C, vận hành đạt chuẩn quốc tế. Dựa trên kế hoạch và năng lực hiện tại, công ty dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều vaccine đến tháng 12 năm 2021 và 100 triệu liều vào năm 2022. Công ty đặt quyết tâm đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất, cung cấp đủ vaccine để Việt Nam đạt được miễn dịch cộng đồng vào quý 2 năm 2020.